ở trong trái tim này. Bởi thời gian mình vượt đến bên đời nhau chỉ mình em đó. Xin chào tất cả các tín đồ của RCF. Hôm nay thì bên em tiếp tục cập bến những cặp loa của RCF để cho anh em săn này. Đã lên sóng đến các bác một số cái model loa của RCF và được các bác khách hàng đón nhận rất là tích cực. Nói chung là các bác đã chơi RCF thì nó là đẳng cấp trong tầm giá rồi, được chưa ạ? Đặc biệt là hàng bãi nữa thì giá rất là mềm so với hàng mới. Và các bác được trải nghiệm siêu âm của những cặp loa đến từ Italia. Và hôm trước thì lên sóng đến các bác hai model loa Bass 25 rồi. Và nhiều bác hỏi là à Hào ơi, có loa Bass 30 của RCF không? Anh rất là muốn mua bởi vì phòng của anh nó khá là rộng. Đấy, mua mới thì giá cao nhưng mà thấy bên em là giá hợp lý. Ok, và hôm nay thì về được một cái model loa, đó là M1201 của RCF. Đây, báo cáo các bác là các bác có thể xem cho em cái hình thức loa nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng bãi bên em làm thì không giống như bên khác là em phải đẹp mới em mới làm. Còn nếu mà xấu xấu dù có hàng ngon thì cũng không làm. Bởi vì khi các bác cầm những cái loa này về thì nhiều khi là không biết là các bác mua loa mới hay là mua loa bãi nữa. Đây. Nhưng mà lần này về thì chỉ được có 3 cặp thôi, số lượng có hạn, nên các bác nào mà yêu thích thì các bác out luôn cho em nhé, không là hết. Rất đẹp luôn. Mấy hôm nữa thì em về thêm được cả RCF C4112, một trong những cái đôi loa mà cũng có khá nhiều bác hỏi. Với cái bản loa này thì các bác có thể xem đây, hình thức rất là đẹp và cái logo này. Đấy, điểm đặc biệt của nó là cái logo nó làm rất là nhỏ, bé tí luôn. Đấy, logo làm khá là nhỏ. Cái căng của nó thì là căng lỉ của anh nhá. Đây, Khánh xoay cái mặt sau đây. Cái dòng này thì em đánh giá là tiếng mềm mại, trong trẻo, hợp với karaoke. Đấy, xời. Và cái rắc cắm của nó ấy, thì dùng cái kiểu rắc gài. Rắc gài giống như là một số cái model loa nghe nhạc đấy. Hoặc là tê đúp thì nó cũng dùng một số model dùng cái rắc này. Và cái loa này các bác lưu ý cho em nhé, là loa RCF xịn và nguyên tem 7 màu luôn. Nhưng mà nó sẽ là made in China, thì mức giá nó sẽ hợp lý hơn. Nó chỉ cao hơn một chút so với con 3110 thôi. Khoảng hơn 20 triệu một cặp này. M1201 RCF, được chưa ạ? Và lưu ý các bác này, sản xuất tại China nhá, nên là giá hợp lý. Và nếu như các bác muốn check thông tin của cái loa này xem là Hào bán nó có chính hãng hay không ấy, thì các bác có thể lên Google và các bác tìm RCF M1201. Khánh đưa điện thoại đây. Đây, các bác có thể là search luôn thông tin. Đây, RCF M1201, loa Highway to Passive 300W này. Sử dụng là một bát 12 inch, một chép 1 inch. Chép của nó thì cái góc mở là 90 x 60 độ. Con này độ phủ khá là tốt. Đấy, các bác cứ chơi hàng hãng thì các bác lên web, các bác check một phát là ra đầy đủ tất cả thông tin luôn. Dài tần của nó là từ 55 đến 20 kHz, còn maximum là 129 decibel. Sensitivity là 98 dB các bác nhé. Ok, giờ thì sẽ mở ruột cái loa này ra để xem bên trong nó có gì. Hàng rất đẹp nhưng mà đáng tiếc là chỉ có 3 cặp thôi. Đây, mở luôn bát chép mình các bác xem luôn nhá. Con này từ chắc là từ 160 này. Cái dòng này thì từ nó khá là nhỏ. Con này cỡ vừa, giống như kiểu là một số dòng của Electro Void cũng kiểu là bát của này. Những cái dòng kiểu này thì nó rất là tiếng, rất là mềm mại. Nó sẽ không quá lực đâu nhưng mà nó sẽ thiên về cái giải trung âm. Đa phần em thấy như vậy. Tiền tí nữa sẽ test thực tế các bác. Đây. À, hóa ra là con này là vẫn là bát chép của Italia các bác nhé, nhưng mà lắp ráp về tại China để giảm đi cái mức giá thành thôi. Đây, chép RCF made in Italia. Ok, giờ sẽ lắp vào và test thử các bác nghe cái chất âm của cái dòng này. Bát chép thì đảm bảo với các bác là zin 100% nhé.
Ok, và nói qua một chút về cái chất âm để các bác cảm nhận về cái dòng này nhá. Nó sẽ không quá mạnh về bát như là những con RCF thông thường. Với cái dòng này thì nó sẽ thiên về giải trung âm nhiều hơn để phù hợp hơn với hát karaoke. Và đây là model loa dành cho KTV các bác nhá. Ok, thử một đoạn nhạc đi. Con này thì cái giải cao của nó nhiều hơn so với những con loa thông thường của RCF. Ở đây các bác đang nghe một cặp loa các bác nhá. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Tiếng rất là gọn gàng. Nhà cạnh bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đài trang, đi về sẽ đón. Và cô nàng bên sông mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng sợ, nhưng đàn khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọn bèo, làm sao ước mơ tờ những mai sau, tôi sợ ngang trái làm mong đợi. Là chất tiếng của M1202, một cái chất tiếng mà em thấy là rất phù hợp với karaoke. Giờ sẽ test để các bác nghe được tiếng mic của nó. Đấy. Với con loa này thì các bác lên ghép với những chiếc âm ly công suất loanh quanh cỡ khoảng tầm từ 500 đến khoảng tầm 800W và lý tưởng nhất là 600W các bác nhé. Đây, test thử các bác nghe cái tiếng micro của nó. Lê 1 2 6 7 Lê 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 rồi một hôm hai lê. Ok, và cái con loa này thì sẽ phù hợp với những bác nào có những phòng rộng cỡ khoảng tầm từ 30 đến khoảng tầm 50m, các bác dùng một cặp này là ok rồi, chất rất là hay. Giờ sẽ hát thử các bác nghe để cảm nhận cái chất mic của con RCF này nha. Và sau đây màn test mic thì xin mời các bác lắng nghe ca sĩ Alexander Khánh hay còn gọi là Khánh Sky đến từ Bắc Ninh. Alo thử mic đi. 1 1 1 2 2 2 2 6 7. Ok, hát bài gì em nhỉ? Nữa của Quang Hải. Ok, chơi luôn. Hát làm sao để đừng các bác đang cái loa 10 triệu xuống còn 5 triệu nhá. Đây, các bác nghe tiếng nó sạch không? Chất thì em thấy giống con EKX-12 nhưng mà con này biết lâu thì nó không dày như EKX-12, nó đều hơn. Còn như EKX-12 thì cái biết lâu nó rất là dày. Nghe tiếng chép khá là giống con EKX-12. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh anh lúc này để anh có lời tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế, anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh đưa đôi mắt anh tìm, nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi, lên ngỡ như em về thôi. Và toàn ca sĩ bất đắc dĩ thôi, nhưng mà khi hát lên thì các bác có thể thấy là cái lời nó khá là rõ
Và em nhắc lại nhé, con này sẽ phù hợp với những bác nào mà thích cái loa nó đều giải này. Con này thì sẽ không có quá nhiều bát đâu, nên là khi mà các bác ghép về cái dòng này thì các bác phải ghép thêm cái súp nữa thì nghe nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Ở đây là em đang test với một cặp loa không, các bác có thể nhìn con đẩy ở trên này đang bật này, để ở dưới là tắt đấy, chứ không hề có súp các bác nhé. Đấy, và RCFM1201 đét rất là cao, giá công khai các bác luôn trong video nhé là 21 triệu một cặp, một mức giá em thấy là nó rất là hợp lý rồi, chỉ nhỉnh hơn so với dòng C3110 một chút thôi. Ok, và nếu như bác nào mà có nhu cầu thì alo luôn là sóng âm thanh nhé, số lượng chỉ có 3 cặp thôi, hàng chính hãng, em bảo hành đến các bác là 12 tháng. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.